Chào cả nhà. Bạn cũng biết được là vì sao chúng ta có mặt ở trên mạng xã hội này là tại vì có màu đỏ và màu vàng. Đúng không? Nếu như mà không có cái phe màu vàng xuyên tạc về những gì của màu đỏ tươi thắm của đất nước mình thì chúng ta không có mặt tại mạng xã hội này để mà làm gì? Thì những cái nick của anh chị em mình đều là để vào chế độ là bạn bè cùng với lại những người bạn của mình chia sẻ những cái cuộc sống, những cái tình cảm thân thương mỗi ngày. Nhưng mà tại sao chúng ta lại để cái nick vào chế độ public là chế độ công cộng? Rồi chúng ta lại tham gia vào những cái đấu trường để nhìn xem bọn chống phá đất nước của mình, làm những cái việc sai trái như thế nào, rồi cái gì mà sai đi quá sai thì chúng ta có những cái sự hiểu biết mà phản biện. Cho nên nếu như bạn nói là vàng đỏ nghe nó nặng nề thì đối với bạn thì nó nặng nề, nhưng mà đối với An Nhiên thì đây là một trong những cái trọng trách của một người mang trong người của mình dòng máu Việt. Người Việt Nam máu đỏ da vàng đó là chính là người Việt Nam của mình. Cho nên đối với có thể các bạn vào đây các bạn thích nghe về cuộc sống Mỹ, nhưng mà các bạn hãy nên nhớ một điều, các bạn đang sống tại đất nước Việt Nam mình thì những gì xảy ra tại xung quanh của mình các bạn nên tìm hiểu và các bạn nên biết để mà chi, để mà mình cảm thấy thương yêu đất nước mình nhiều hơn. Người ta nói mình hãy dọn dẹp cái căn nhà của mình thật sạch trước khi mình nhìn qua nhà hàng xóm. Tại vì nhà hàng xóm bạn nghĩ sạch nhưng chưa hẳn nó là sạch. Đôi khi bạn nhìn thấy một cái sự hào nhoáng như vậy đó, nhưng mà bên trong thì nó đầy dẫy những cái sự u ám rác rưởi ở đó. Bạn đâu có biết được đúng không? Cho nên bạn muốn đánh giá một cái điều gì thì bạn nên dọn dẹp cái nhà mình sạch sẽ trước. Và bạn nên xây dựng cái cuộc sống gia đình của mình trước thì ắt sẽ hay hơn là bạn muốn nghe những cái điều về gia đình của người khác, của người hàng xóm. Thì cái này hàm ý như là bạn đang muốn An Nhiên kể về cho bạn cuộc sống ở Mỹ. Thì tại sao bạn không có chịu nhìn lại cái cuộc sống hiện tại của mình, đúng không? Ở nước Mỹ hay ở nước Việt Nam, chúng ta đều phải đi làm, chúng ta đều phải lo trả bill, trả bổng. Chúng ta đều phải lo cho xây dựng tương lai, cái cuộc sống của chính mình. Thì tại sao mình lại phải cứ phí phạm thời gian để mà tìm hiểu về một đất nước xa xôi, trong khi mình đang sống ở thực tại như vậy? Bạn sống ở thực tại, bạn đã làm tốt công việc của mình chưa? Nếu chưa thì hãy cố gắng lên. Đừng nên tìm hiểu ở đất nước xa xôi nhiều như vậy. Tại vì á, khi một người nào đó muốn nghe về nước Mỹ thì cái người đó, cái tư tưởng của họ đã có một cái sự giống như là so sánh hay là mơ ước mộng mị gì đó. Chúng ta nên xây dựng cuộc sống của mình, xây dựng nơi mình đang sống. Và nếu như bạn muốn biết thêm về nước Mỹ thì khi nào bạn có được kinh tế vững vàng thì lúc đó là cơ hội cho bạn biết thêm rất là nhiều nước trên thế giới. Tại vì sao? Cái gì cũng sẽ sử dụng được bằng tiền. Nếu bạn phí phạm thời gian cái tuổi trẻ của bạn mà bạn không dùng cái thời gian đó để mà xây dựng kinh tế cho mình thì bạn sẽ không có tiền trong tay. Mà bạn không có tiền trong tay thì khi mà bạn biết được ở một đất nước nào đó thì bạn cũng không có thể nào có khả năng để mà nhìn thấy trực diện cái đất nước đó cả. Như mến chào Nguyễn Thương, mến chào lại tất cả các anh chị em nha, mến chào anh trai Bình Vương nha. Vì vậy Nhiên khuyên tất cả các bạn, trước tiên các bạn muốn tìm hiểu, các bạn muốn biết một đất nước nào đó
thì bạn phải nhớ một điều là trong lòng bạn đang có một cái sự so sánh và đang có một cái giấc mơ nào đó rồi. Hãy bỏ đi cái giấc mơ đó đi và hãy thức tỉnh lại, làm những gì ở hiện tại tốt hơn, xây dựng kinh tế cho mình. Khi kinh tế bạn vững vàng, hãy nhớ lời An Nhiên nói, khi kinh tế bạn vững vàng, bạn có thể đi được tất cả các nước Đông Nam Á. Và kinh tế vững vàng hơn nữa, bạn có thể đi được châu Âu và bạn có thể qua được tới Mỹ. Bạn sẽ coi trực tiếp hơn là nghe An Nhiên nói. Nhưng khi bạn nghe An Nhiên nói thì Nhiên có thể kể cho bạn nghe rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà một số người nào đó họ cũng sẽ xuyên tạc cái lời nói của An Nhiên và họ sẽ nói là ồ, cái cô này nói không đúng. Thì bạn sẽ bị gọi là chi phối tư tưởng của bạn. Vì vậy bạn đừng nghe ai nói cả, mà bạn hãy nên xây dựng kinh tế của mình trước, rồi bạn tìm hiểu thực tế. Thì lúc đó bạn sẽ đúc kết lại được những cái câu hỏi hiện tại trong cái thời trẻ của mình như thế nào. Các bạn đừng phí phạm thời gian. Thời gian là vàng bạc. Nếu như mà khi bạn còn trẻ mà bạn không tận dụng thời gian để kiếm tiền, đến khi một lúc nào đó cái cơ hội nó qua đi rồi, thì lúc đó bạn có hối tiếc nó cũng đã muộn. Đúng không các anh chị em? Thực ra thì khi mà mình lên trên này mình chia sẻ về nước Mỹ thì có một số người nói là mình nói xấu Mỹ nhiều quá. Nhưng mà mình đã khẳng định là mình không nói xấu nước Mỹ. Mình chỉ đưa ra những cái điểm so sánh tương đồng. Giống như là các bạn trẻ ở Việt Nam ngày xưa không biết, mới nói là nước Mỹ không có homeless, không có người ăn xin. Thì mình chia sẻ ra và mình chỉ cho các bạn vào các kênh nói về họ nói về những người ăn xin ở Mỹ như thế nào. Em chào anh trai Bằng Nguyễn nha. Thì khi một người khác nữa nói là ở Mỹ không có tệ nạn xã hội, hút chích nhiều, thì mình mới chụp lại những cái hình ảnh mà những người hút chích họ quăng tim chích ra đường như thế nào. Khi một bạn khác hỏi nữa là ở Mỹ không có bán hàng rong, thì mình cũng đưa ra những cái bán hàng rong. Thì cái mà mình đưa ra đó là cái sự giống như là mình chỉ muốn chứng minh là ở bất kỳ nơi đâu cũng có những cái điều tiêu cực, tích cực như vậy cả. Ở Việt Nam mình có như thế nào thì ở Mỹ có như thế đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thua ở Mỹ một điểm, đó là ở Mỹ tự do súng đạn. Tự do súng đạn thì họ sử dụng bất kỳ lúc nào, và khi chúng ta lỡ va chạm với họ rồi, thì nếu như các bạn không giữ được cái sự bình tĩnh thì các bạn rất là dễ mang họa vào thân. Giống như khi các bạn ở Mỹ, các bạn bước ra đường, cho dù các bạn đúng đi, nhưng mà Nhiên khuyên nha, các bạn nên bình tĩnh và xin lỗi họ. Mặc dù mình đúng, nhưng mà mình hãy vì cái cuộc sống của mình, vì cái tánh mạng của mình và vì tánh mạng của người thân của mình, các bạn nên nuốt cái sự uất hận vô trong lòng và nở nụ cười với họ. Để làm gì? Để cho họ khỏi tức giận. Khi bạn sừng sộ lên thì họ sẽ tức giận. Và các bạn không thể nào lường trước được những cái hậu quả đến với mình đâu. Cho nên nếu như đã có cơ hội đi qua bên Mỹ du lịch, thì các bạn nên bỏ túi vào những cái cẩm nang đáng ghi nhớ này. Nhiên chia sẻ đây không phải là chuyện đùa đâu, mà là đây là một trong những cái để cho bạn tự vệ và tự bảo vệ bản thân của mình. Tại vì nước Mỹ tự do súng đạn, cho nên mình không thể nào mình biết được, bất kỳ người Mỹ nào họ cũng có súng ở trên người, trên xe của họ cũng có, trong cái bóp
cái bóp xách tay của phụ nữ cũng có khẩu súng. Và khi bạn chạy, cho dù bạn đúng đi, bạn chạy xe cho dù bạn đúng, rồi cái người đó sai mà bạn vô tình, bạn tức giận, bạn bóp còi, chửi người đó, bạn không thể biết được là cái người đó tâm tính hiền hay dữ. Nếu như xui cho bạn, bạn gặp một người có cái bản tánh khùng điên đi, thì họ sẽ quay ngược lại đầu xe và họ sẽ dùng súng họ bắn bạn. Vì vậy muốn được sinh tồn tại Mỹ và an toàn, thì lúc nào chúng ta phải nên nuốt cái ức hận trong lòng của mình. Và nên lúc nào đi ra đường, các bạn cũng nên khóa cái miệng mình lại, đừng phát biểu lung tung, đừng bao giờ tin những lời của những người chống phá đất nước mình, nói là tự do ngôn luận, bạn có thể chửi bất kỳ ai, kể cả tổng thống, kể cả những người Mỹ, hay là kể cả những người cảnh sát này nọ. Các bạn không hiểu được tự do ngôn luận ở Mỹ như thế nào và dành cho tầng lớp nào đâu. Nó chỉ dành cho tầng lớp tài phiệt, mafia và những người có gọi là có máu mặt trong cái xã hội này, chứ nó không dành cho những người mà thấp cổ bé họng như chúng ta. Nhưng chia sẻ điều này không phải chuyện đùa. Thật sự, cách đây 1.5 năm, 2 năm về trước, có một người Việt Nam, cái anh đó, anh đang chở trên xe là 2 đứa con, một đứa là mấy tháng tuổi và một đứa nữa là 2 tuổi. Anh chạy đến ngay cái đoạn ngã tư có cái bảng stop sign là điểm dừng đó, thì cái luật giao thông ở Mỹ khi bạn dừng ở đó thì bạn phải ngó hai bên hông và ngó trước. Bạn dừng trước thì bạn ngó qua ngó lại, không có xe thì bạn sẽ được đi trước, và cái người kia cũng vậy đó. Thì cái người đàn ông Việt Nam đó, anh ta dừng lại ngay cái bảng stop sign đó trước cái xe kia. Và thế là cái xe kia dừng sau ảnh mấy giây, rồi cái xe đó tự nhiên giọt chạy. Thì cái phản ứng đầu tiên của người đàn ông Việt Nam này tức giận, bóp còi tin tin. Cái dấu hiệu bóp còi tin tin bên Mỹ là chửi. Rồi sau đó thì ngỡ là, thì cứ tưởng là mọi việc nó cũng bình thường, tại vì hai người đi hai điểm hình chữ T mà, cho nên là anh ta đâu có biết được. Thì cái người đàn ông này thôi thản nhiên chạy chở con đi, đâu biết được là ở phía sau cái người kia họ tức giận, họ quẹo xe lại và họ đi sau xe. Thì xui cho người đàn ông Việt Nam này, hết xăng, xe gần hết xăng mới tấp vô trong cái cây xăng để đổ xăng. Anh ta dừng xuống đổ xăng thì bất chợt cái xe kia đến bắn anh ta chết tại ở trên xe luôn, rồi nó bỏ nó đi. Cảnh sát lại, khi mà người chủ của cái cây xăng đó gọi cảnh sát rồi lại phong tỏa hết, nhìn trên xe cảnh tượng rất là đau lòng. Người cha thì đẫm máu chết, còn trên xe có hai cái xe mà gọi là hai cái nôi á, một cái là để cho bé mấy tháng tuổi nằm và một cái nữa là cho bé 2 tuổi ngồi đó. Cho nên Nhiên mới, vì sao Nhiên kể câu chuyện này là Nhiên chỉ khuyên tất cả chúng ta khi qua bên nước ngoài, bất kỳ nơi đâu cũng vậy, chúng ta nên giữ cái tánh của mình cho nó điềm tĩnh và thật là bình tĩnh và xử lý mọi việc. Chúng ta chịu thiệt tí xíu thôi, nhưng mà mình giữ được cái tánh mạng của mình. Chứ đừng có hổ báo cáo chồn rồi đừng có mà giống như là coi trời bằng vung, hay là cứ nghĩ là tự do ngôn luận là nói thoải mái. An Nhiên chào anh trai người miền Tây, chào chị Lê Thị Hằng Phương và em trai Hồ Lâm nha. Thì các anh chị biết là ở bên Mỹ họ nói là tự do ngôn luận, là bạn có thể nói bất kỳ cái gì, đúng không? Nhưng mà bạn nên nhớ là nó phải trong cái khuôn phép, trong cái khuôn khổ nào đó. Nếu bạn thoái hóa, bạn dùng không đúng nơi đúng chỗ thì bạn sẽ rước họa vào thân. Tuy nhiên cũng chia sẻ rất là nhiều lần là như trong công việc cũng vậy nữa, giao thiệp với khách hàng
thì chúng ta nên tránh hai việc không nên nói về nước Mỹ, đó là tôn giáo và chính trị. Các anh chị thấy đó, vậy thì có tự do ngôn luận được không các anh chị? Khi các anh chị tỏ rõ cái quan điểm của mình là các anh chị ủng hộ cho một cái đảng nào đó đi, thì cái người mà ngồi nghe, cái người khách mà ngồi nghe, họ đang ở ủng hộ cho một cái đảng trái chiều với bạn, thì họ sẽ không đồng ý. Và bạn đã đi ngược với lại cái quan điểm của họ rồi, thì bạn phải biết được là bạn sẽ bị hớ, và bạn sẽ có những cái tranh luận nó không đến hồi kết, và rồi họ sẽ tẩy chay tiệm của bạn. Cho nên trong công việc các bạn nên nhớ ha, các bạn, nếu như các bạn, các anh chị có người thân ở nước ngoài thì cứ hỏi họ có thử là An Nhiên nói như vậy đúng hay sai. Hai điều cấm kỵ khi giao tiếp với khách hàng đó là chính trị và tôn giáo. Nếu như chúng ta nói không đúng lúc thì chúng ta sẽ rất là dễ đập bể cái chén cơm của mình. Cho nên khi các anh chị em hoặc là các em nào muốn tìm hiểu nước Mỹ thì An Nhiên khuyên các em nên học tập tốt tại quê hương của mình trước, xây dựng kinh tế của mình đi, rồi cứ ấp ủ cái giấc mơ là sẽ một ngày nào đó sẽ nhìn thực tế ở nước Mỹ hiện trạng hơn. Chứ nghe bà An Nhiên này nói, đôi khi bà bưng bô cho Việt Nam nhiều quá, rồi bà lại tuyên truyền quá lố, đúng không? Thì một số người nói An Nhiên là như vậy, nhưng mà An Nhiên chỉ muốn mời tất cả các anh chị em chúng ta có điều kiện thì cứ qua bên Mỹ một thời gian đi, rồi sẽ đối chứng lại những gì mà An Nhiên chia sẻ nó có đúng nhiều được bao nhiêu phần trăm đúng. Cũng không hẳn nữa, các anh chị có thể lên YouTube gõ và tìm hiểu, gõ ra một cái chủ đề nào đó các anh chị muốn tìm hiểu, thì các anh chị sẽ thấy rất là nhiều YouTuber họ bỏ lên. Họ bỏ lên về homeless cũng có, về tệ nạn xã hội cũng có, về tự do ngôn luận như thế nào cũng có, về cướp giật ở bên Mỹ như thế nào có hết luôn. Bắn súng, rồi cảnh sát bắn người, cảnh sát đánh người ở Mỹ gì đó, thì tất cả đều được phơi bày ở YouTube và Google, chứ không cần qua cái tiếng nói của An Nhiên, qua cái lời nói của An Nhiên đó. Cho nên là Nhiên rất là mong các em tầng lớp trẻ của Việt Nam mình hãy trao dồi cái kiến thức của mình tại nơi mình đang sống trước, rồi xây dựng kinh tế cho chính bản thân mình tại đất nước Việt Nam trước đi. Khi các bạn vững chắc mọi thứ thì đó là lúc các bạn muốn khám phá bất cứ cái gì ở trên thế giới này, các bạn đều có thể được nhìn thấy thực tế hơn, rồi các bạn sẽ không có bị mà dắt mũi hay là bị ai đó nói chung là tuyên truyền mà bạn cảm thấy một cái gì đó ngờ vực. Thì nếu như các bạn cảm thấy ngờ vực cái điều gì đó thì các bạn nên tự mình đi khám phá, thì nó sẽ hay hơn là nghe từ người khác, nếu như các bạn không tin vào những gì mà người ta chia sẻ. Tại vì ở nước Mỹ này, cái tự do ngôn luận và tự do dân chủ nó chỉ là một trong những cái lý thuyết, nhưng mà thực hành thì rất khó các bạn à. Các bạn muốn thực hành nó thì các bạn phải hiểu cái hàm ý của nó như thế nào và dành cho đối tượng nào. Các bạn qua Mỹ các bạn phải tìm hiểu luật pháp của Mỹ trước, đời sống của Mỹ trước,
cách hòa nhập với lại cộng đồng. Nếu như các bạn không tìm hiểu những cái điều đó, các bạn dễ vấp phải những sai lầm là tại vì các bạn nghe những cái lời lôi kéo là ở Mỹ các bạn có thể nói bất kỳ cái gì cũng không có vạ vào thân bạn. Nhưng mà cái đó là cái sai đó. An Nhiên sống ở Mỹ khoảng thời gian hơn nửa đời người. Gần phân nửa tuổi của An Nhiên. Thì cái gì mà Nhiên không có từng chứng kiến các anh chị? Mình chứng kiến mình ngồi trên một chiếc xe bus. Mình chứng kiến cái cảnh mà người ta dành cái chỗ ngồi của nhau cũng có luôn. Đó. Rồi mình chứng kiến cái cảnh mà giật tiền, giật bóp luôn. Và chính bản thân của mình cũng là một trong những nạn nhân mà bị kê dao ngay cổ để mà lấy cái giỏ của mình luôn. Đó là những lời mà mình chia sẻ từ cá nhân của mình. Còn các bạn tin hay không thì đó là cái sự mà suy nghĩ của các bạn. An Nhiên không có ép các bạn phải tin hay không. Nhưng những gì mà An Nhiên chia sẻ là An Nhiên đã trải qua những cái thăng trầm đó. Rồi Nhiên chia sẻ về bưu bổng ở Mỹ. Các bạn làm cũng có tiền chứ không phải không có tiền. Nhưng mà nếu như các bạn sống với lại cái cuộc sống của một công dân Việt Nam sống tại Mỹ. Mình qua Mỹ để mình kiếm tiền, để mà mình lo cho gia đình của mình, lo cho bản thân của mình. Thì đối với cái số tiền các bạn dư vài trăm đô đó, các bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại sao Nhiên nói như vậy? Tại vì các bạn đã có những cái ước mơ trong lòng của mình là mình làm kiếm thật nhiều tiền để mình về với lại đất mẹ. Cho nên bạn dư 300 đô, 500 đô, đó là một cái niềm hạnh phúc. Cho dù một năm bạn đóng thuế hết, bạn dư lại vài 3.000 đô, thì bạn cũng cho đó là một cái bước để cho bạn có động lực trong cuộc đời của mình. Mặc dù có những cái gọi là đánh mất hết cái tuổi thanh xuân của mình. Nhưng đối với những người mà đã bị mị dân rồi á, thì họ sẽ bị hụt hẫng các anh chị biết không? Vì sao? Tại vì họ ở Việt Nam họ đã lười biếng làm rồi. Họ chỉ muốn là ngồi giống như là làm ít mà được hưởng nhiều. Cho nên họ mới bị lôi kéo. Họ nghĩ là họ nghe những người bên này nói qua bên này, qua bên Mỹ làm một tháng được 3-4 ngàn đô, cả 100 triệu, chi phí không bao nhiêu, chính phủ lo hết trơn đó. Thì chính vì những cái lời mị dân đó làm cho những người mà chống phá đất nước mình, họ đặt niềm tin vào tương lai của họ quá cao. Cho nên khi qua tới Mỹ họ chịu cực không nổi. Họ làm những công việc như bưng phở hay là làm móng, hay là trời lạnh mùa đông phải đi làm cái kiểu đó, họ chịu không nổi. Rồi sao? Hụt hẫng. Đúng không? Thành sâu bọ của xã hội. Vậy thôi. Tại vì cái bánh vẽ của những người kia vẽ nó quá đẹp. Nó quá ngon, nó quá thơm đi. Cho nên chúng ta phải biết một điều là chúng ta ở đâu chúng ta cũng phải làm. Ở Việt Nam các bạn cũng làm, nhưng mà các bạn còn có gia đình, còn có căn nhà đã mua trả đất, còn có mẹ, còn có cha, còn có anh chị em lối xóm. Một mai khi các bạn bị thất nghiệp một tháng đi, các bạn vẫn được có cơm ăn áo mặc đàng hoàng, vẫn được người nhà mình chào đón. Tuy là các bạn có ít tiền trong túi, nhưng mà các bạn vẫn được cái chỗ trú nắng trú mưa. Các bạn không lo lắng gì cả. Nhưng ở bên Mỹ, nếu như các bạn thất nghiệp một tháng thôi, tiền dư của bạn nó sẽ hụt ra, không đủ tiền chi trả bill. Rồi các bạn thiếu tiền nhà,
2 tháng, 3 tháng nó đuổi bạn ra đường. Các bạn lên trên YouTube bạn gõ đó, vì sao có rất rất là nhiều cảnh homeless, những người ăn xin, những người vô gia cư, thì từ đó mà ra cả.